Xin chào quý vị và các bạn. Mỗi năm Tết đến xuân về, hầu như chúng ta ai ai cũng đều hân hoan chào đón năm mới và trong lòng đầy phấn khởi. Và trong mỗi chúng ta, ai ai cũng cầu mong có một năm mới an bình, mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Vậy năm Canh Tý 2020 thì vận mệnh của chúng ta sẽ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi lượt qua tí xíu về tử vi của năm 2020 của mỗi con giáp nhé. Hãy xem tử vi của năm con chuột 2020 thì con giáp nào trong 12 con giáp của chúng ta sẽ là con giáp gặp may mắn và tài lộc. Nếu chúng ta biết cách và biết vận dụng những điều may mắn đó trong cuộc sống thì chắc chắn rằng sự thành công và sự mỹ mãn trong cuộc sống sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Xin hãy cùng chúng tôi lắng nghe và tham khảo nhé. Đối với tuổi Tý của con chuột thì tử vi năm nay là hăng say lao động cùng với khả năng sáng tạo của chính mình là thế mạnh giúp tuổi Tý gặt hái được nhiều thành công và giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Dù có rất nhiều phát sinh, rất nhiều cái khó khăn, nhưng chắc chắn rằng nếu mà có lao động hăng say và cố gắng vượt qua thì sẽ gặt hái nhiều thành công. Còn tử vi đối với tuổi Sửu, đối với tuổi Sửu thì sự nghiệp thành công cho năm 2020, mọi dự định hay mục tiêu mà tuổi Sửu đặt ra đều sớm đạt được. Xin chúc mừng tuổi Sửu, nhưng hãy nhớ rằng hãy cố gắng từ trong chính bản thân mình, đừng đi lại về những gì mà chúng ta cho đó là may mắn. Đối với tuổi Dần, tuổi Dần thì năm 2020 hãy nói rằng một năm cực kỳ may mắn, cầu được ước thấy. Đó chính là câu nói để hình dung về vận trình cuộc sống của người tuổi Dần trong năm 2020. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, năm Canh Tý thì tuổi Dần đều có được những bước tiến phát triển mới vô cùng vượt bậc. Hãy cố gắng lên tuổi Dần nha. Đối với tuổi Mão thì con đường công danh của tuổi Mão trong năm 2020 sẽ gặp được nhiều may mắn, đồng thời nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà con đường công danh của tuổi Mão ngày càng mở rộng. Có thể coi là năm 2020 là một năm bản lề đối với tuổi Mão. Tuổi Mão hãy cố gắng lên, nắm bắt cơ hội vì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Bởi vì đối với tuổi Thìn, năm 2020 theo chúng tôi thì do vẻ đầu năm 2020 Canh Tý thì được biết tuổi Thìn trong năm nay mọi sự đều hành thông và thuận lợi bởi những điều như sau: cung tài lộc hành thông, gia tăng tích lũy, sự nghiệp có những bước phát triển mới, tình duyên gia đạo êm ấm và sức khỏe tốt. Đối với những người chưa có tình duyên thì chắc chắn sẽ có duyên mới trong năm 2020. Đối với những người đã có gia đình thì chắc chắn rằng tổ ấm sẽ ngày càng ấm êm hạnh phúc. Cố gắng lên tuổi Thìn nha. Đối với tuổi Tỵ
trong năm 2020. Thì điểm sáng trong năm Canh Tý đối với người tuổi Tỵ đó chính là con đường tình duyên và có nhiều khởi sắc. Sự nghiệp cũng nhận được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Kế tiếp cái sự phát triển của năm 2019 thì năm 2020 tuổi Tỵ cũng sẽ gặt hái được nhiều thuận lợi trong việc làm ăn. Vì vậy hãy cố gắng và phát triển hơn nữa. Với tuổi Ngọ, tử vi của tuổi Ngọ năm 2020 thì những người tuổi Ngọ sẽ có thêm nhiều thuận lợi, có nhiều khoản thu mới, khoản thu nhập mới trong cuộc sống, trong công việc. Tuy không nhiều và không phải từ công việc chính, nhưng cũng giúp cho cuộc sống của bạn ổn định hơn. Có thể nói rằng năm 2020 tuổi Ngọ cũng gặp một ít nhiều khó khăn, nhưng mà nếu cố gắng vượt qua và biết kiên định trong cuộc sống thì chắc chắn tuổi Ngọ sẽ có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Cố gắng lên tuổi Ngọ nhé. Đối với 10 tuổi Mùi, người tuổi Mùi trong năm 2020 là một năm vô cùng tốt đẹp, một năm vô cùng khởi sắc trên con đường tình duyên. Những người tuổi Mùi độc thân nhờ cũng đào hoa nở rộ mà có được nhân duyên của mình. Hãy cố gắng lên nắm bắt cơ hội nhé tuổi Mùi. Và xét qua tử vi của người tuổi Thân năm 2020 thì sẽ như thế nào? Về sự nghiệp của người tuổi Thân năm 2020 sẽ được quý nhân phù trợ, nên khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Theo thái ất tử vi 2020, nhờ có may mắn về cung tài lộc nên người tuổi Thân không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Vì vậy hãy cố gắng lên và nắm bắt cơ hội vì quý nhân phù trợ cho mình nha tuổi Thân. Hãy cố gắng phát triển, năm 2020 sẽ là năm bản lệ của tuổi Thân đó. Chúc tuổi Thân may mắn. Tử vi của người tuổi Dậu năm 2020 thì người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về đường tình duyên. Vận đào hoa tới, nên các bạn tuổi Dậu nếu đang độc thân thì sẽ nhận được nhiều lời tỏ tình trong thời gian sắp tới. Và nếu người đi tỏ tình thì cũng sẽ gặt hái được thành công, nhận được sự chấp thuận của người bạn đời, của người bạn của mình. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội như tuổi Dậu. Tuy công việc làm ăn sẽ gặp đôi chút khó khăn, nhưng hãy cố gắng lên người tuổi Dậu nhé. Chúc tuổi Dậu thành công. Tử vi đối với người tuổi Tuất năm 2020 thì đây là thời điểm mà người tuổi Tuất vượt qua được nút thắt cổ chai. Có thể nói đây là cái thời điểm mà rất là quan trọng và nằm bản lề của người tuổi Tuất. Đã vượt qua cái nút thắt cổ chai của cuộc đời mình, nhờ thế mà tài lộc cũng nguồn kéo tới. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội và vượt qua nhé. Đây là năm bản lề của tuổi Tuất 2020 đó. Hãy cố gắng lên. Còn tử vi của người tuổi Hợi thì như thế nào? Người tuổi Hợi trong năm 2020 thì sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ có nhiều điểm báo tốt về thăng quan tiến chức. Đồng thời đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc hơn. Đường công danh và sự nghiệp thì cũng có nhiều điểm báo thuận lợi. Nhưng hãy biết nắm bắt cơ hội của chính mình. Cơ hội luôn nằm bên quanh bạn. Hãy cố gắng lên nhé. Chúc tuổi Hợi thành công.
về phương diện tử vi cho trọn năm 2020 theo ngày tháng năm sinh của năm 2020 canh tí, thì sẽ có bộ ba tam hợp gồm ba tuổi Thân, Tý, Thìn. Nên có thể thấy rằng trong năm canh tí thì những con giáp thuộc tuổi Thân, tuổi Tý và tuổi Thìn có thể nhận được nhiều năng lượng tích cực, thật nhiều năng lượng tích cực từ những hơn những con giáp khác, nhờ thế mạnh duyên, sự nghiệp, gia đạo hay sức khỏe gặp nhiều thuận lợi. Xin chúc mừng ba con giáp Thân, Tý, Thìn và hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của chính mình trong năm mới 2020 nhé. Trong năm 2020, đối với những con giáp thì có nhiều thuận lợi, cũng có nhiều may mắn và cũng có nhiều điều không may mắn. Vậy thì vận hạn của mùa hai con giáp năm 2020 sẽ như thế nào? Hãy bình luận và chúng tôi sẽ cho các bạn xem thông tin chi tiết từng con giáp của các bạn. Trong năm canh tí thì quý bạn sẽ biết được năm 2020 tuổi của mình sẽ có những vận hạn gì. Năm 2020 gặp sao nào chiếu mạng, cách hóa giải vận hạn năm 2020 cho các tuổi ra sao, tất cả sẽ có trong tử vi. Hãy để lại bình luận và chúng tôi sẽ cùng chia sẻ thông tin với các bạn. Nhưng nói gì thì nói, mọi điều sinh ra trong cuộc đời này đều có số mệnh riêng cho mình, đức năng thắng số. Đó là câu chuyện mà ngàn đời nay ông bà chúng ta đều truyền tai nhau và dạy dỗ chúng ta, chia sẻ cho chúng ta. Vì vậy, cho dù số mệnh của mỗi người ra sao, ai cố gắng làm thật nhiều điều tích đức cho cuộc sống này. Người thành công là người đứng đầu được xu hướng và nắm bắt quy luật hoạt động của xã hội ở một lĩnh vực nào đó. Mà xem tử vi 12 con giáp năm 2020 chính là cách giúp bạn nắm bắt được những điểm diễn biến và dịch chuyển của sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của 12 con giáp trong năm canh tí. Nhờ thế mà bạn có những chuẩn bị và kế hoạch riêng cho mình trong năm 2020. Mong rằng những chia sẻ ít ỏi về tử vi năm 2020 của chúng tôi sẽ giúp các bạn vững tin hơn và biết cho mình một hướng đi tích cực trong năm mới 2020. Chúng tôi mong rằng các bạn hãy cố gắng làm nhiều điều tích đức, tích thiện cho cuộc sống này, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Xin chúc các bạn có một năm mới 2020 tràn đầy sức khỏe, dồi dào sinh lực, có nhiều may mắn trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực mà mình lựa chọn và bước đi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.